Có sư sư có một số vị tỳ kheo là giảng sư chia sẻ về việc ăn con vật nhỏ bé như ốc bươu, dùng đất chữa nhiều bệnh mà có vẻ như chữa được thật, cứu mạng nhiều người. Việc này có phước hay có tội đối với vị ấy, đối chiếu thế giới luật thì như thế nào? Nếu như một vị một người một chúng sanh bất kể tại gia hay xuất gia cổ vũ người khác sát sanh mà người khác vì cái lời nói đó mà sát sanh thì cái vị này á cũng cộng nghiệp với họ. Ví dụ như mình nói là con ăn con giống đất này chữa bệnh ấy, cứu người, dù cho nghe cái chuyện cứu người đi chăng nữa, khi mình mở miệng ra mình nói như vậy, mình khuyến khích người ta dùng con giống đất để mà chữa bệnh, thì khi người ta dùng, người ta vì lời nói của mình mà dùng con giống đất thì ngay cái sát na con giống đất chết, mình phạm giới sát sanh. Thành ra cẩn thận, cẩn thận cái việc mà mình vì một người mà mình phạm giới đó, xin thưa là mình vẫn đi địa ngục như thường, nhớ giùm cái chuyện này. Tôi nói nó kỳ, một cái đứa con ấy, chỉ nói một đứa con nha, giết đào con dung đất rồi làm chế biến đó, để chữa bệnh, ví dụ như chữa bệnh cho mẹ, thì nói nhiều người họ sẽ dậy nảy lên, cái người không hiểu nhân quả họ sẽ dậy nảy lên, thì bà mẹ không, khi mà đứa nhỏ chết đó, bà mẹ không thể nào nói với tử thần á, là con của tôi nó vì tôi cho nên nó mới phạm giới sát sanh, cho nên làm ơn làm phước đừng có đưa nó đi địa ngục. Chuyện nó không có xảy ra được, chuyện nó không xảy ra được. Quý vị có hỏi sư nói sư dựa vào đâu, thì xin thưa là sư dựa vào Trung Bộ Kinh. Đấy, trong một lần ấy, ngài Xá Lợi Phất ấy, ngài hỏi một vị bà la môn là dạo này là ông có tu tập hay không, thì vị bà la môn thì ông nói đó là thưa ngài đó, làm sao mà con có thể tu tập được, con còn phải vì nhà vua, con còn phải vì vợ, còn phải vì con, còn phải vì cha, còn phải vì mẹ, còn phải vì thân bằng quyến thuộc, còn phải vì người ăn kẻ ở, cho nên là con không thể nào mà con tu tập được, bao gồm cả chuyện giữ giới. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi đó, như vậy đó khi ông thân hoại mạng chung ông đi địa ngục á, mẹ ông có thể nào nói là con của tôi nó vì tôi cho nên á, là nó mới làm những cái điều ác, thì làm ơn đừng có đưa nó đi địa ngục, thì nó có thể xảy ra hay không? Thì vị bà la môn nói là bạch ngài, dạ không nha. Cho nên á, mình đừng có biện luận là tôi vì tôi cứu người này tôi cứu người kia cho nên là làm ơn làm phước cái nghiệp nó tránh tôi ra, thì nó không có, dù cho anh có vì mục đích nào đi chăng nữa. Anh tạo các ác nghiệp thì anh vẫn phải chịu quả báo như thường. Nó giống như một người họ thấy một cái cục nung đỏ mà nó bị ném lên trên cái mái nhà hoặc ném vào một cái chỗ có khả năng gây hỏa hoạn, thì người đó có vì cái lý do gì đi chăng nữa mà có lấy cầm cục sắt đó mà bỏ đi chỗ khác á, thì người đó vẫn bị phỏng như thường. Mình không thể nào nói là do tôi cứu cái nhà khỏi bị cháy cho nên khi tôi cầm cục sắt mà nung đỏ như vậy làm ơn đừng có để cho tôi bị phỏng, thì nó không xảy ra. Chứ nó không xảy ra. Mình tạo ác nghiệp thì dù vì lý do gì thì nó vẫn cứ là ác nghiệp. Còn cái chuyện á, mà mình làm á, nó có tạo thiện nghiệp hay không
Thì xin thưa là có, cũng có. Ví dụ như là mình cứu người thì mình cũng có cái phước của chuyện cứu người, còn cái chuyện hai bên á, bên nào nó lớn hơn bên nào thì nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì, tuy nhiên không có một chỗ nào trong kinh tạng lẫn chú giải mà Đức Thế Tôn khuyên chúng sanh giúp đỡ chúng sanh khác bằng cách tạo ác nghiệp thì chuyện đó không có nha. Sư nói một vài cái ví dụ như thế này nè. Rồi quý vị nhớ coi trong kinh có không? Có một lần, tại tại vì sư không có nhớ rõ, thực sự mà nói bây giờ sư tự nhiên sư không có nhớ rõ nó nằm cụ thể trong bài kinh nào, nhưng mà sư nhớ là có. Bồ Tát ấy, có một lần ngài nghĩ như thế này, ngài nghĩ như thế này: cái chết thì ai cũng phải chết nha, chết thì ai cũng phải chết, nhưng mà đó, cái việc mà mình phạm giới đó, thì các cái bậc trí sẽ khiển trách, cho nên mình có nên hay không, cái việc là mình vì cái sự sống mà mình làm các ác nghiệp. Và sau đó Bồ Tát mới nghĩ là, nhưng mà cái chết là chuyện không tránh khỏi, ai rồi cũng phải chết, cho nên Bồ Tát quyết định là thà cứ để cho chết đi, chứ không vì chuyện đó mà phạm giới. Không riêng gì mấy cái con ốc bươu con chuông đất này, mình cũng có rất là nhiều con, có rất là nhiều con ở trong kinh ấy, xin lỗi, ở trong thuốc, trong những cái bài thuốc ấy. Ví dụ như là con hà mã, con hải mã nè, rồi rất là nhiều con mà mình khi mà chế biến thì mình cũng chữa được bệnh, nhưng mà nhớ giùm cho bệnh ấy, thì ai cũng bệnh, chết thì ai cũng chết nha. Mình có đáng vì cái chuyện đó mà mình phạm giới hay là không? Thay vì như vậy đó, mình nên dành thời gian để mình hiểu về nhân quả, mình lo mình tu tập nó cũng tốt hơn.